Xin chào các bạn. Sau đây thì tôi sẽ demo cho các bạn một cái chương trình. Trong cái chương trình này thì tôi có sử dụng cái vòng lặp repeat until, nghĩa là lặp cho đến khi nào đó thỏa mãn một cái điều kiện gì đó thì chúng ta sẽ dừng lại. Ở đây tôi chỉ demo chương trình thôi, còn code như thế nào thì tôi sẽ có riêng một cái clip dài khoảng hơn 8 phút để dạy các bạn sau. Thế thì tôi đặt cái trọng lượng của bạn gấu này là 300 kg và tôi sẽ cho người chơi đoán. Tất nhiên ở đây tôi đã nói với các bạn rằng trọng lượng của bạn gấu là 300 kg rồi. Tôi sẽ cho người chơi đoán bằng cách là bắt đầu chương trình ở đây. Ở đây tôi sẽ đoán 250 là nhỏ hơn con số thực là 300 kg trọng lượng của bạn gấu, và tôi ấn enter một cái. Thế thì bạn trả lời là cân nặng của tôi nhiều hơn thế, bạn hãy chọn số lớn hơn đi. Sau đó thì bạn lại hỏi lại là hãy đoán cân nặng của tôi là bao nhiêu. Lần này tôi đoán là 450 chẳng hạn. Bạn đoán cao quá rồi, hãy chọn số thấp hơn đi. Đấy, tại vì là cái con số 450 hay là 456 mà tôi vừa mới gõ vào thì nó lớn hơn con số 300, cho nên là bạn ấy nói là hãy đoán thấp hơn đi. Lần này thì tôi đoán đúng cái trọng lượng, tất nhiên ở đây tôi đã biết rồi, thế cho nên tôi mới đoán được là 300. Thì bạn gấu bạn trả lời là bạn đã đoán đúng rồi. Thì trong chương trình của chúng ta, tất nhiên là ở đây tôi đã gắn cố định cái con số là 300, tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể thay con số này bằng cái ngẫu nhiên. Thế thì mỗi lần chúng ta ấn vào cái lá cờ kia thì có một con số ngẫu nhiên được sinh ra, và cái trò chơi nó sẽ trở nên khó hơn rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tôi nhắc lại là cái clip hướng dẫn để tạo ra cái chương trình này thì tôi sẽ đăng sau.